Các em, đã đến với trang giải toán rạch rạch cùng thầy Dũng Quảng Ngãi trên nền tảng YouTube và TikTok. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn giải nhanh một bài toán về hệ thức lượng trong tam giác với lớp 11, một trong những bài mà nằm trong cái kiểm tra giữa kỳ 1. Thì với bài này ta sẽ giải mà hoàn toàn không dùng tới bút, giải hoàn toàn bằng máy tính. Cái việc đầu tiên là em phải xác định là cái hàm số này cho dưới dạng radian, trên máy các em phải đưa về radian trước đã. Sau đó em nhập cái biểu thức này vô và dỡ đi tìm a, trong đây ta nhập vào thay a bằng biến x nhé. Đây thầy đã nhập sẵn rồi đây. Đây. Đây nha. Như vậy là cái tan còn cô tan thì mà tính không có, mình phải nhập là 1 trên tan. Còn bằng 1 hay là em chuyển qua bằng trừ 1, máy dỡ cho nhanh. Và việc tiếp theo là mình, và điều rất quan trọng á, là xem cái hệ số A này cho chạy từ trừ bi đến 2 đến 0, có nghĩa là nhỏ hơn 0 và lớn hơn trừ 1 phít máy. Thì bi là 3 phít máy, chia hai là bằng trừ 1 phít máy. Như vậy mình ship can trong cái phạm vi đó để máy nó dỡ cho lại. Như là ta sẽ ship can, bấm này, ship can cho trừ 1 và bằng, máy nó dỡ ra cho mình đây. Rồi như vậy là ta việc lưu cái này vào trong biến x, tại vì cái số nó lẻ quá mình lưu vào cho máy nó nhớ nhá. Lưu biến như sau, em bấm nút store trên máy tính này, store x, rồi màn hình nó chỉ answer chỉ của x ha. Rồi như vậy là cái việc lưu biến mình đã xong, bấm AC thoát ra ngoài. Và tiếp theo là ta nhập cái biểu thức này lại, nhập biểu thức này ta càng tính này vô. Và cũng lưu ý là trong máy tính nó không có chữ cô tan, mà em phải bấm hơi trên tan. À, thầy đã nhập sẵn ở đây. Đây, nhập sẵn ở đây. À, thấy chưa? Rồi, cái việc sau khi nhập xong, em chỉ việc bấm bàn là ra kết quả. Bàn là kết quả 3/4. Bấm x đường d để ra cái số thập phân 0.75. Vậy là kết quả của bài toán là 0.35. Ta chỉ việc điền vào trong cái dạng câu trả lời ngắn như thế là xong nhé. Rồi, như vậy là bài toán này ta sẽ giải quyết trong cái việc là hoàn toàn sử dụng bằng máy tính 0.75. và rất nhanh chóng. Thì đang sử dụng phần mềm giới hạn trong vòng 3 phút, này thầy sẽ làm chưa tới 2 phút vì nói nhiều thôi, nhưng mà này thực hiện rất là nhanh. Và cố gắng các em tập làm những bài toán này nhé.